Xin kính chào quý vị và các bạn. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây là những nội dung chi tiết. Với việc khởi tố bắt tạm giam ông Dương Văn Thái, từ đầu năm 2024 đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố bắt tạm giam 7 cán bộ là bí thư tỉnh ủy, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Bí thư tỉnh ủy Dương Văn Thái bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn. Trong khi thi hành công vụ liên quan đến vụ Thuận An, đồng thời tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa 15 kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can. Chiều 2 tháng 5, sau khi nghe trình bày tờ trình Quốc hội thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Văn Thái, với việc khởi tố bắt tạm giam ông Dương Văn Thái từ đầu năm 2024 đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố bắt tạm giam nhiều cán bộ là bí thư tỉnh ủy Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Cụ thể cơ quan chức năng đã khởi tố bắt tạm giam ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Thông tin chính thức từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu, các bị can đối tượng liên quan tài liệu điều tra xác minh tại ba tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan – Ngày 7 tháng 3 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án và khởi tố các cá nhân. Trong đó có hai lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc là bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành cùng bị khởi tố bắt tạm giam về tội nhận hối lộ. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Phạm Hoàng Anh, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, nguyên giám đốc sở xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc, cùng về tội nhận hối lộ. Cũng theo thông tin chính thức từ Bộ Công an cho biết, đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi gồm ông Cao Khoa, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, và ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Ông Cao Khoa và ông Đặng Văn Minh cùng bị khởi tố bắt tạm giam về tội nhận hối lộ. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an đang điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định ông Trần Đức Quận, bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, làm trái các quy định của pháp luật khi tham gia chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan đến dự án Đại Ninh tỉnh Lâm Đồng, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Hành vi của ông Trần Đức Quận phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngày 24 tháng 1 năm 2024, cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Đức Quận về tội danh nêu trên. Như đã đưa cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an đang điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Mở rộng điều tra vụ án xác định ông Trần Văn Hiệp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Hành vi của ông Trần Văn Hiệp phạm vào tội nhận hối lộ. Ngày 2 tháng 1 năm 2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp về tội danh nêu trên. Mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những phát biểu gần đây của phía Campuchia về việc triển khai dự án kênh đào Funan Techo. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia trong chính sách đối ngoại của mình mong muốn quan hệ hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước. Người phát ngôn Bộ ngoại giao nhấn mạnh, lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước đã khẳng định truyền thống lịch sử quan hệ đoàn kết gắn bó Việt Nam Campuchia là nhân tố hết sức quan trọng, là nguồn sức mạnh to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập trước đây cũng như công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước ngày nay. Trên tinh thần đó, Việt Nam luôn ủng hộ, vui mừng và đánh giá cao về những thành tựu Campuchia đã đạt được trong thời gian qua. Đối với dự án kênh đào Funan Techo, Việt Nam rất quan tâm và tôn trọng lợi ích chính đáng của Campuchia theo tinh thần của Hiệp định Mekong 1995, phù hợp với các quy định liên quan của Ủy hội sông Mekong và quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Bà Phạm Thu Hằng bày tỏ chúng tôi mong rằng campuchia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với việt nam và các nước trong ủy hội sông mekong chia sẻ thông tin đánh giá đầy đủ tác động của dự án này đối với nguồn nước tài nguyên nước và môi trường sinh thái của khu vực tiểu vùng sông mekong cùng các biện pháp quản lý phù hợp nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông quản lý sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn nước và tài nguyên nước sông mekong vì sự phát triển bền vững của lưu vực tình đoàn kết gắn bó giữa các quốc gia ven sông và tương lai của các thế hệ mai sau Thời gian gần đây, lực lượng kiều bào Việt Nam sinh sống, làm việc ở nước ngoài phát triển mạnh về quy mô. Số liệu thống kê từ Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, năm 2015, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có 4,5 triệu người, năm 2020 là 5,3 triệu người và đến năm 2023 tăng lên 6 triệu người. Lực lượng Việt Kiều đã có mặt sinh sống và làm việc tại 130 quốc gia, vùng lãnh thổ. Ngoài ra, còn khoảng 650.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại 40 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Với lực lượng kiều bào đông đảo gia tăng mạnh theo từng năm, nên lượng kiều hối về nước trong 10 năm trở lại đây luôn duy trì vị trí top 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất thế giới và trong top 3 khu vực châu Á Thái Bình Dương. Theo đó, lũy kế từ năm 1993 đến hết năm 2022 đạt trên 190 tỷ đô la Mỹ, gần bằng lượng vốn FDI giải ngân trong cùng kỳ. Nếu tính cả năm 2023 thì lũy kế đạt khoảng 206 tỷ đô la Mỹ. Riêng năm 2023, lượng kiều hối chạy về cả nước ước đạt 16 tỷ đô la Mỹ, tăng 32% so với năm trước. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh chiếm tới 9,46 tỷ đô la Mỹ, tăng 43,3% so với năm 2022 và cao gấp 3 lần so với nguồn vốn đầu tư nước ngoài đổ vào thành phố này đáng chú ý, ước tính mỗi năm có tới 25% lượng kiều hối được gửi gắm vào thị trường địa ốc. Các chuyên gia cho rằng, thời gian gần đây, lượng kiều hối đổ về nước luôn tăng trưởng mạnh, năm sau cao hơn năm trước là do Việt Nam đã cải cách theo cơ chế thị trường với những chính sách mở cửa cùng với nỗ lực để thúc đẩy tự do tài chính, hội nhập, cải cách pháp lý. Trong khi đó, kinh tế vĩ mô tăng trưởng ổn định, tạo niềm tin cho kiều bào gửi tiền về nước. Ngoài ra, với cơ chế thương mại hóa hệ thống ngân hàng giúp rút ngắn thời gian, đơn giản thủ tục và giảm thiểu chi phí khi gửi tiền đã khuyến khích thu hút dòng tiền kiều hối. Theo Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam Trần Văn Bình nhìn nhận, thời gian tới, dòng tiền kiều hối sẽ hướng tới sản phẩm căn hộ ở khu vực trung tâm các đô thị và khu vực lân cận, sản phẩm có thể khai thác vận hành cho thuê. Phân khúc biệt thự cao cấp cho nhu cầu để ở, sản phẩm bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng với những tiện ích đa dạng phục vụ nghỉ dưỡng cho thuê khi số lượng kiều bào có nhu cầu quay trở về Việt Nam dưỡng già nghỉ hưu rất lớn. Đồng quan điểm, chuyên gia tài chính tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, mặc dù lực lượng Việt kiều ở hải ngoại chỉ chiếm khoảng trên dưới 5% tổng dân số Việt Nam hiện nay, nhưng đây là lực lượng có đóng góp tài chính đáng kể, góp phần tăng trưởng cán cân kinh tế của đất nước. Đặc biệt, nếu tính bình quân thu nhập của đồng bào Việt Kiều hiện nay khoảng 20.000 đô la Mỹ một năm, thì số thu nhập này đang chiếm khoảng 25% tổng thu nhập GDP của cả nước. Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu nói, Tôi cho rằng tiềm năng thu hút đầu tư từ kênh vốn kiều hối về Việt Nam là rất lớn, do thu nhập của người Việt ở nước ngoài ngày càng tăng. Trong khi đó, tư duy sử dụng nguồn vốn của đồng bào Việt Kiều đã có nhiều thay đổi. Nếu như trước kia thường chỉ gửi lãi tại các ngân hàng, nhưng thời gian gần đây do lãi suất xuống thấp nên đã chuyển sang các kênh đầu tư có lợi nhuận cao hơn, trong đó có bất động sản. Vì vậy, trong năm 2024 này và những năm tiếp theo, vốn ngoại hối sẽ góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy nguồn cầu bất động sản. Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ chuẩn bị diễn ra, sau bao ngày tháng mong chờ chuẩn bị, lúc này cả mảnh đất Điện Biên đang hừng hực khí thế hơn bao giờ hết. Quân chủng Phòng không Không quân, lực lượng sẽ góp mặt ngay ở phần mở màn sau đó là màn diễu binh của khối sĩ quan trực thuộc nhằm khơi dậy truyền thống vẻ vang trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, xứng đáng với danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Để góp phần vào thành công của lễ kỷ niệm, theo Thượng tá Nguyễn Trọng Nghĩa, phó chủ nhiệm chính trị Học viện Phòng không Không quân, các cán bộ chiến sĩ của lực lượng đã phải dành nhiều tháng trời để thao luyện trên nền đường nhựa rắc bỏng dưới cái nắng đỉnh điểm lên tới 43 độ của lòng chảo Điện Biên. Thượng tá Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết Quân chủng phòng không không quân lên làm nhiệm vụ tại Điện Biên được chính quyền địa phương và nhân dân rất quan tâm. Đây là nguồn cổ vũ động viên rất lớn, chính những món quà ý nghĩa đó và tình cảm ấm áp của đồng bào Tây Bắc đã khơi dậy trong chúng tôi tinh thần quyết tâm nỗ lực, nên dù điều kiện khắc nghiệt như thế nào, chúng tôi cũng khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công của lễ kỷ niệm. Một lực lượng vô cùng quan trọng khác góp mặt tại lễ kỷ niệm đó là khối các dân tộc Tây Bắc với đa dạng sắc màu đặc trưng của 20 dân tộc anh em đoàn kết chung sống, xây dựng và bảo vệ quê hương là điểm tựa vững chắc giúp quân đội ta giành thắng lợi vẻ vang trong chiến dịch Điện Biên phủ. Niềm tự hào đó cũng là động lực để các thành viên trong khối nỗ lực hết mình cống hiến cho màn diễu hành thành công tại lễ kỷ niệm. Ông Hoàng Văn Phong, trưởng ban phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, trưởng khối các dân tộc Tây Bắc cho biết: Anh em rất tự hào trách nhiệm cố gắng vượt nắng thắng mưa, không ngại thời tiết, nhưng mà rất là háo hức. Buổi sáng, chúng tôi dậy đi từ 2 giờ, chiều bắt đầu tập trung từ 13 giờ, rất là phấn khởi. Không riêng các lực lượng được phân rõ vai rõ trách nhiệm, người dân sinh sống trong lòng thành phố Điện Biên Phủ cũng như khắp nơi đổ về, không ai bảo ai, mỗi người một chân một tay vừa cổ vũ vừa tiếp lửa cho những người làm nhiệm vụ. Những lúc như thế, từ mỗi người đều cảm thấy tự hào về lòng đoàn kết yêu nước đã ăn sâu vào máu thịt của quân và dân Việt Nam. Bà Trần Thị Hồng ở thành phố Điện Biên phủ chia sẻ: "Gia đình tôi có cháu đang học lớp 11, hàng ngày cũng ra tập luyện ở sân vận động. Con dâu là giáo viên cũng đi tiếp nước, hoa quả. Bản thân tôi cũng thế, đi tiếp nước cho các anh các chị tập luyện vất vả nóng nực trên đất Điện Biên." Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết rằng điện biên tôi anh hùng như thế này, mọi người cả nước tụ hội về đây, tôi rất mừng vui. Trước lễ kỷ niệm, buổi tổng duyệt đã diễn ra thuận lợi, được Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá cao. Sau tổng duyệt, các lực lượng tranh thủ thời gian để rút kinh nghiệm cho sự kiện chính thức. Mọi công tác lễ tân, khánh tiết, cổ động, an ninh, bảo đảm, chu đáo, chặt chẽ, hứa hẹn lễ kỷ niệm sẽ diễn ra thành công, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân, du khách trong và ngoài nước. Lãnh đạo Ủy ừ ban nhân dân xã Xuân Thiện, huyện thống nhất Đồng Nai cho biết đã tìm thấy cháu Thổ Minh phụng 8 tuổi, người địa phương mất tích cách đây 3 ngày. Một lãnh đạo Ủy ừ ban nhân dân xã Xuân Thiện cho biết, khoảng 10 giờ sáng nay chúng tôi đã tìm thấy cháu phụng dưới cái giếng bỏ hoang ở địa phương. Tuy nhiên, điều không may là cháu đã tử vong, hiện lực lượng chức năng đang đưa thi thể cháu lên khỏi giếng. Trước đó, chiều 3 tháng 5, Ủy ban nhân dân xã Xuân Thiện nhận được tin báo của gia đình về vụ việc mất tích của cháu Phụng sau khi đi chơi cùng bạn trong xóm. Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã và gia đình cùng nhau đi tìm kiếm khắp địa bàn, từ những ao hồ sông suối cũng tìm nhưng vẫn không thấy cháu Phụng. Sau đó, theo thông tin từ các bạn chơi cùng cháu Phụng, lực lượng tìm kiếm cho rằng có khả năng cháu rơi xuống một giếng bỏ hoang ở bãi đất trống trên địa bàn nên tổ chức xuống giếng tìm nhưng vẫn không thấy. Trước đó, lo sợ cháu bị rơi xuống giếng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đồng Nai, cùng công an thuyền thống nhất đã cử lực lượng cứu nạn chuyên nghiệp đến xã Xuân Thiện để tìm kiếm, nhưng cũng không có kết quả. Ủy ban nhân dân xã Xuân Thiện đã huy động toàn bộ lực lượng cán bộ công chức viên chức, hàng trăm người tổ chức tìm kiếm cháu trên diện rộng. Người dân và người thân cháu tìm kiếm cháu tại khu vực Lô Cao Su, các sông suối trên địa bàn xã và các nơi lân cận. Đến sáng 6 tháng 5, sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy cháu phụng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Cục cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Châu đã ra lệnh giữ người, lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Mạnh Hà, sinh năm 1979, ở phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Nguyễn Mạnh Hà là lái xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung, đi không đúng phần đường gây tai nạn khiến một người tử vong, 7 người bị thương. Trước đó khoảng 22 giờ 20 phút ngày 5 tháng 5, Hà lái ô tô tải đầu kéo mang biển số 26C03737 kéo theo sơ mi biển số 26 giờ 00373 theo hướng Sơn La, Hà Nội khi tới km 219 cộng 063m quốc lộ 6 thuộc địa phận Bản Đông Khùa, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, xe đầu kéo lao vào quán tạp hóa của gia đình anh PMC, lúc này có 8 người đang ngồi trong quán tạp hóa. Vụ tai nạn khiến một người chết, 7 người bị thương, trong đó 7 người bị thương nặng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu, 4 ca phải mổ ngay trong đêm, 1 ca chuyển Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Qua kiểm tra, Nguyễn Mạnh Hà có nồng độ cồn 0,5mg trên một lít khí thở, trong cơ thể không có chất ma túy. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế Nguyễn Mạnh Hà điều khiển xe đầu kéo không đi đúng phần đường gây tai nạn. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông Sơn La phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra huyện Yên Châu và viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Châu tổ chức khám nghiệm hiện trường. Liên quan đến vụ 4 tàu cá của tỉnh Quảng Bình gặp nạn trên biển, lãnh đạo Chi cục Thủy sản Quảng Bình cho biết, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng xác định có một ngư dân tử vong và nhiều người vẫn còn đang mất tích. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Cục Thủy sản Quảng Bình, hiện chưa có báo cáo chính thức về vụ việc cũng như số lượng ngư dân mất tích. Các lực lượng liên quan đang tích cực phối hợp tổ chức tìm kiếm các ngư dân mất tích và sớm có thông tin chính thức. Trong đêm 3 tháng 5, Tàu cá số hiệu QB98614TS của ông Phan Thanh Hùng, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cũng bị mất liên lạc, trên tàu có 5 thuyền viên. Trong khoảng thời gian này, tàu cá số hiệu QB98768TS của ông Lê Văn Chính, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, xuất hiện tại cửa danh với 5 thành viên thì gặp nạn bị chìm. Sau đó tàu cá QB98770TS của ông Nguyễn Văn Phương ở phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn phát hiện sự việc và tiếp cận hiện trường, cứu 5 thành viên trên tàu gặp nạn. Cũng trong đêm 3 tháng 5, tàu cá QB93712TS do ông Phạm Văn Trung, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch làm thuyền trưởng ra khơi đánh bắt hải sản, trên tàu có 7 thành viên sau đó gặp nạn bị chìm. 7 thuyền viên trên tàu may mắn được tàu cá QB92101TS do ông Nguyễn Văn Sửu, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch cứu vớt, sức khỏe bình thường. Trước đó, khoảng 11 giờ 45 phút ngày 4 tháng 5, 5 ghe và 2 thuyền thúng đang hoạt động đánh bắt hải sản tại khu vực Mũi Đá Đen, vùng nước Bãi Bắc, thành phố Đà Nẵng, thì gặp nguy hiểm do dông lốc bất thường. Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng điều tàu mang số hiệu BP-81101 và chính cán bộ chiến sĩ của Hải đội Biên phòng 2 do Thiếu tá Phạm Trung Hiếu, Hải đội trưởng trực tiếp chỉ huy ra khơi cứu nạn. Đến 12 giờ 30 phút ngày 4 tháng 5, tàu của Hải đội Biên phòng 2 tiếp cận được các phương tiện gặp nạn và đưa một số ngư dân bị say sóng lên tàu để chăm sóc sức khỏe. Hiện tàu của Hải đội Biên phòng 2 lai dắt và hướng dẫn các phương tiện về bờ an toàn. Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho biết, đã chỉ đạo kiểm tra xử lý thông tin nữ du khách tố bị đánh khi đến tắm biển tại Bãi Kinh, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. Nữ du khách dê lợ lên mạng xã hội tố về việc mình bị đánh khi cùng hai bạn nam đến tắm tại Bãi Kinh vào chiều 2 tháng 5. Theo thông tin đăng tải, nữ du khách tố bị đánh này cho biết mình cùng nhóm bạn mua vé vào cổng của công ty cổ phần Casa Mia Ninh Thuận tại Bãi Kinh để thê thuyền sức chèo trên biển. Trong khi chèo, bạn của dê lợ bị lật thuyền sức kêu cứu Lúc này, một nhóm thanh niên lái mô tô nước tiếp cận DL ra giá 200.000 đồng để ra cứu người. Tuy nhiên, họ chỉ lái mô tô nước đến kéo thuyền xuất, bỏ mặt nam du khách tự bơi vào bờ. Khi nhóm du khách cho rằng nhóm thanh niên không ưu tiên cứu người, một người trong nhóm lái mô tô nước còn có lời lẽ xúc phạm các du khách. Thậm chí người này còn đánh nữ du khách khi bị ghi hình lại vụ việc. Theo nữ du khách DL, sau khi bị đánh, chị đã phản ánh đến số điện thoại của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận thì được một nữ cán bộ đề nghị gửi bằng chứng. Sau đó, nữ cán bộ này nhắn tin đề nghị nữ du khách bỏ qua vụ việc. Chị Dê Lợ cho biết thêm, khi đi kiểm tra tại một phòng khám ở Hà Nội thì phát hiện có máu đông ở tai, đau nhức và chóng váng buồn nôn. Bác sĩ kết luận bị thủng màng nhĩ tai trái, đối mặt với việc bị ảnh hưởng thánh lực, phải phẫu thuật nếu vết thương không tự lành. Sau 12 ngày xảy ra vụ chìm xà lan và tàu kéo ở vùng biển gần đảo Lý Sơn, các đơn vị chức năng vẫn tổ chức tìm kiếm 5 nạn nhân mất tích. Mới đây, Đại tá Trần Tuấn Anh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan, tiếp tục tổ chức tìm kiếm 5 nạn nhân mất tích trong vụ chìm xà lan và tàu kéo xảy ra sáng ngày 24 tháng 4 tại vùng biển cách đảo Lý Sơn khoảng 3 hải lý. Đại tá Trần Tuấn Anh cho biết, các lực lượng chức năng và cả ngư dân địa phương đã tổ chức lặn xuống vị trí có hàng nghìn tấn đất đá chìm từ xà lan xuống biển để dò tìm, nhưng vẫn không thấy thi thể của người mất tích. Đến nay, sau 12 ngày xảy ra vụ tai nạn, các cơ quan chức năng liên quan vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa có quyết định khởi tố vụ án. Đại tá Trần Tuấn Anh cho biết thêm, việc có khởi tố vụ án hay không thuộc thẩm quyền của công an vụ việc mang tính chất nghiêm trọng nên toàn bộ hồ sơ điều tra do bên công an thụ lý lúc nào đủ điều kiện công an sẽ khởi tố vụ án theo quy định pháp luật về phía bộ đội biên phòng chỉ phối hợp điều tra tìm kiếm nạn nhân mất tích Trước đó khoảng 4 giờ ngày 24 tháng 4, tàu kéo LA06695 kéo theo xà lan LA06883 đang chở hơn 1.200 tấn đá từ Kỳ Hà, Quảng Nam đi huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Khi đến vùng biển cách đảo Lý Sơn khoảng 3 hải lý, thì tàu kéo xảy ra sự cố và chìm, khiến xà lan chìm theo. Điều bất ngờ là trong số 4 thi thể được tìm thấy và xác nhận danh tính, không nạn nhân nào có tên trong danh sách 5 thuyền viên như đăng ký lúc xuất bến. Đến nay, lực lượng chức năng và người nhà năm nạn nhân mất tích đã nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn không có tung tích. Về phía công ty trách nhiệm hữu hạng Lý Tuấn, đơn vị thuê tàu kéo LA06695 kéo theo xà lan vận chuyển LA06883 phủ nhận có liên quan đến bốn thi thể nạn nhân được tìm thấy. Phía công ty này chỉ thừa nhận thuê tàu xà lan cùng ba thủy thủ từ công ty Minh Linh, đồng thời thuê thêm hai thủy thủ để đảm bảo đúng số người thành phần vận hành phương tiện theo quy định. Ngày 5 tháng 5, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đang thụ lý điều tra vụ án loạn luân phát hiện năm 2021 tại hộ bà Cao Thị Cúc, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đây là nơi tự xưng tịnh thất bồng lai hay còn gọi thiền am bên bờ vũ trụ. Để phục vụ điều tra vụ án loạn luân, Cơ quan An ninh Điều tra ra quyết định truy tìm người có đặc điểm lai lịch là nữ tên Lê Thanh Kỳ Duyên, sinh ngày 25 tháng 4 năm 1993, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cha Lê Tùng Vân, mẹ Lê Thu Vân. Theo quyết định này, Kỳ Duyên là người bị nghi thực hiện tội phạm trong vụ án loạn luân hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra. Những ai biết thông tin nêu trên, đề nghị thông báo cho Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An, địa chỉ 76 Châu Văn Giác, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại 0693609113 hoặc 0842728599 điều tra viên Trần Minh Hoàng. Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, 92 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về tội loạn luân, cho tại ngoại vì lý do sức khỏe. Từ nguồn tin tố giác có dấu hiệu tội phạm loạn luân của ông Lê Tùng Vân, cơ quan an ninh điều tra có đủ chứng cứ xác định Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc. Trước đó, ngày 3 tháng 11 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An tuyên án bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai. Theo đó, bị cáo Lê Tùng Vân lĩnh án 5 năm tù, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, mỗi bị cáo 4 năm tù. Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù và Cao Thị Cúc 3 năm tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Mới đây, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can đối với ông Phạm Bé, tránh thanh tra Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng và ông Đinh Văn Đổi, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng để điều tra về tội nhận hối lộ. Ông Phạm Bé trước khi làm tránh thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng, từng có nhiều năm làm giám đốc tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng. Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai cá nhân vừa bị khởi tố. Theo báo Sài Gòn Giải phóng đưa tin, trước đó, liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã khởi tố đối với ông Phan Hoàng Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng, để điều tra về tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ. Khởi tố đối với 4 bị can khác gồm Phạm Tấn Tấn, Phó phòng kiểm định, Hồ Tấn Phương, Huỳnh Ngọc Hiệp, đăng kiểm viên và Phùng Văn Hồng, thanh tra sở giao thông vận tải Lâm Đồng về tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Hiện trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng vẫn hoạt động bình thường, vụ việc đang được điều tra làm rõ. Ngày 5 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Tiền Luân sinh năm 2001, Nguyễn Quang Lợi sinh năm 1998, Lê Duy sinh năm 1999, Lê Thị Phương Trâm sinh năm 1997 và Phan Thị Kim Xuyến sinh năm 1997 cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo công an quận 1, nhóm bị can này là chủ và nhân viên nhà hàng Nari địa chỉ số 8A, xẹt E4, Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1. Vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4, anh DPG, sinh năm 1971, ngụ quận Bình Thạnh, một mình đến nhà hàng Najiba uống bia. Khi đến nhà hàng, anh Dê được nhân viên tư vấn gói dịch vụ uống bia karaoke với giá 40 đô la Mỹ một giờ. Sau đó anh được nhân viên hướng dẫn lên lầu 1 vào phòng hát. Khi vào phòng, Linh Thị Thanh Nguyệt đến cùng ngồi uống bia và trò chuyện, không ăn thức ăn. Một lúc sau, Nguyệt xuống kêu Lầu Tường Quyên và Lê Thị Huệ nhân viên phục vụ đi vào phòng và khui bia ra uống chung với Anh Dê. Sau đó Anh Dê đi vệ sinh vào thì phát hiện có quá nhiều vỏ lon bia nên nghi ngờ số bia mà nhóm nhân viên nữ này uống để Anh Dê thanh toán nên mời nhóm nhân viên nữ ra khỏi phòng, chỉ để lại Nguyệt. Đến 4 giờ cùng ngày Anh Dê yêu cầu tính tiền thì được nhân viên đưa hóa đơn hơn 10 triệu đồng, bao gồm nhiều dịch vụ mà Anh Dê không sử dụng khác với gói dịch vụ 40 đô la Mỹ một giờ được tư vấn ban đầu. Anh Dê không đồng ý thanh toán số tiền trên và yêu cầu đến công an để làm rõ. Thấy vậy, nhóm nhân viên nam nữ ở đây dùng nhiều lời lẽ chửi bới xúc phạm anh Dê và yêu cầu anh thanh toán xong mới được ra khỏi nhà hàng. Sau đó, Lê Thị Phương Trâm, chủ nhà hàng, đã giảm tiền còn 9,5 triệu đồng, nhưng anh Dê không đồng ý yêu cầu báo công an và bỏ ra ngoài. Huệ liền kéo anh Dê vào trong nhà hàng đánh đập, buộc phải thanh toán tiền. Hai nam nhân viên Nguyễn Quang Lợi và Lê Duy đi vào nhà hàng, yêu cầu anh Dê thanh toán, nhưng anh vẫn không đồng ý. Lúc này, Nguyễn Tiền Luân, nhân viên nhà hàng, nắm cổ áo đấm vào vùng mặt của anh Dê. Anh Dê đề nghị đến công an để giải quyết thì một phụ nữ trong quán lớn tiếng lột đồ nó ra, quay phim lại đăng lên mạng cho nó biết. Nghe thế, Luân cùng Lợi và Duy khống chế và cởi hết quần áo của anh Dê để nhân viên nhà hàng quay video. Anh Dê còn bị huệ chửi và tắt nhiều cái vào mặt bị Luân đá vào người. Lợi mở cửa để Duy đẩy anh Dê trong tình trạng bị lột sạch quần áo ra đường và đóng cửa lại. Anh Dê hoảng hốt xin vào trong thì Lợi mới mở cửa cho vào. Tiếp đó, Luân tự ý mở ví lấy thẻ tín dụng visa của anh Dê rồi quẹt vào máy POS của nhà hàng thanh toán 9,5 triệu đồng. Sau khi quẹt thẻ thành công thì anh Dê mới lấy lại được quần áo để mặc. Lúc này, Phan Thị Kim Xuyến là quản lý nhà hàng yêu cầu phải ký tên và hóa đơn vừa quẹt, thanh toán nhưng anh không đồng ý thì bị nhóm Luân, Lợi, Duy, Trâm, Huệ, Xuyến tiếp tục gây sức ép yêu cầu phải ký hóa đơn quẹt thẻ trong vòng 5 phút, nếu không thanh toán sẽ không cho ra khỏi nhà hàng. Anh Dê đề nghị phải ra ngoài ký tên thì Luân, Lợi, Xuyến, Duy đưa đến chốt bảo vệ dân phố tại đầu hẻm 15B Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. Tại đây, sau khi buộc anh Dê ký vào các hóa đơn quẹt thẻ thì nhóm người trên mới cho anh đi về sau đó anh Dê đến công an phường Bến Nghé trình báo sự việc. Tại cơ quan điều tra, cả nhóm đã khai nhận hành vi phù hợp với lời khai của bị hại và các tài liệu chứng cứ thu thập được. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1 xác định có đủ căn cứ, xác định Nguyễn Tiền Luân, Nguyễn Quang Lợi, Lê Duy, Lê Thị Phương Trâm và Phan Thị Kim Xuyến có hành vi cưỡng đoạt tài sản nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt các bị can trên để xử lý. Mới đây, Tại cuộc họp báo chính phủ, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ. Ông Mai Tiến Dũng bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vụ án tại dự án Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp, tránh thanh tra tỉnh Nguyễn Ngọc Ánh cũng bị bắt trong quá trình điều tra tại dự án này. Bà Trần Bích Ngọc, vụ trưởng vụ 1 thuộc văn phòng chính phủ, bị khởi tố, bắt tạm giam điều tra vào tháng 8 2023 về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn liên quan đến vụ án nhận hối lộ tại dự án nói trên. Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2010 cho công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, công ty Sài Gòn Đại Ninh. Ban đầu, Chủ đầu tư dự án này là công ty Sài Gòn Đại Ninh do bà Phan Thị Hoa làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc người đại diện pháp luật. Vốn điều lệ năm 2010 của công ty này là 300 tỷ đồng. Đến năm 2017, công ty nâng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó, ông Nguyễn Cao Trí, 53 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, dùng công ty trách nhiệm hữu hạn Capella Hospitality, công ty con của công ty Capella, thay công ty Bến Thành để mua lại 51% vốn điều lệ công ty Sài Gòn Đại Ninh với giá 1.530 tỷ đồng. Từ tháng 1 2021, ông Nguyễn Cao Chí trở thành người đại diện pháp luật của công ty này. Tại kết luận thanh tra ngày 12 tháng 6 năm 2020, thanh tra chính phủ đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động thu hồi dự án khu đô thị Nam Đà Lạt của công ty Sài Gòn Đại Ninh. Thực hiện đề nghị của thanh tra chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng đã tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiến hành các thủ tục để thu hồi dự án này. Tuy nhiên, tháng 10/2020, công ty Sài Gòn Đại Ninh đã có nhiều đơn xin cứu xét về các cơ quan chức năng, trong đó có thanh tra chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Trong đơn, công ty này cho rằng đoàn công tác của thanh tra chính phủ khi thanh tra dự án khu đô thị Nam Đà Lạt đã làm việc quá nguyên tắc, chỉ dựa vào báo cáo của các cơ quan chức năng, chưa tiếp xúc đối thoại với doanh nghiệp không tạo điều kiện để doanh nghiệp giải trình. Do đó đã dẫn tới kết luận thanh tra về dự án thiếu khách quan đẩy doanh nghiệp tới nguy cơ phá sản. Ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021, thanh tra chính phủ đã ra quyết định lập tổ công tác để xác minh nội dung kiến nghị của công ty Sài Gòn Đại Ninh. Đến ngày mùng 8 tháng 7 năm 2021, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh ký văn bản thông qua sửa đổi một số nội dung kết luận thanh tra số 929 KLTTCP ngày 12 tháng 6 2020 của Thanh tra Chính phủ theo đó rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động thu hồi đất đối với dự án công ty sài gòn đại ninh thanh tra chính phủ đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng căn cứ thẩm quyền hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục giãn tiến độ điều chỉnh dự án theo luật đầu tư năm 2014, gia hạn sử dụng đất theo luật đất đai năm 2013, hoàn thành dự án theo đúng cam kết đầu tư theo quy mô đã được phê duyệt Đầu năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng gia hạn tiến độ cho dự án 24 tháng và yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực triển khai hoàn thành thế nhưng đến nay siêu dự án này gần như không có gì tiến triển. Trong văn bản gửi các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vào ngày 11 tháng 11 năm 2022, công ty Sài Gòn Đại Ninh báo cáo công ty đã đầu tư tổng số tiền vào dự án là 2.000 tỷ đồng, đồng thời đề nghị nâng tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án lên hơn 30.200 tỷ đồng. Từ khi được chấp thuận cho tiếp tục triển khai dự án theo đề nghị tại kết luận 1033 KLTTCP của Thanh tra Chính phủ Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các sở ngành liên quan đã thường xuyên đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh thực hiện đối với các hạng mục được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, thực tế thì từ năm 2018 đến nay, công ty Sài Gòn Đại Ninh không triển khai thêm hạng mục công trình nào khác. Siêu dự án khu đô thị Nam Đà Lạt với tổng nguồn vốn lên tới hơn 25.000 tỷ đồng vẫn án bình bất động. Mới đây, ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Khánh Xuân thành phố Buôn Ma Thuột xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc năm cháu nhỏ bị đánh, có cháu bị bắt quỳ giữa đường vì không may ném đá trúng vào nhà hàng xóm. Ông Nguyễn Đình Trung cho biết, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 29 tháng 3, cả năm cháu nhỏ bị đánh bởi hai mẹ con bà NTTT, sinh năm 1969, hiện bà T và con trai đã thừa nhận hành vi của mình. Vụ việc đã được Công an Phường Khánh Xuân thiết lập hồ sơ chuyển lên Công an thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra làm rõ. Theo anh LNL, vào tối ngày 29 tháng 3, con trai anh là cháu LNGH, 10 tuổi, cùng bốn bạn khác chơi đùa ngoài đường, bên hông nhà bà T. Lúc này các cháu lấy đá ném vào bụi cây, hàng rào sắt nhà bà T. Sau đó bà T cùng con trai 29 tuổi xông ra ra tay liên tiếp với các cháu nhỏ. Theo anh L, con trai anh bị mẹ con bà T dùng roi đánh đấm vào người, làm tổn thương ở đầu phần bụng, phải nhập viện điều trị. Cháu đã xuất viện nhưng vẫn còn hoảng sợ tâm lý bị ảnh hưởng, thấy ai đến nhà là chạy vào đóng cửa nên anh phải ở nhà trông cháu. Anh L bức xúc nói, hiện gia đình bà T đã qua xin lỗi nhưng gia đình tôi không chấp nhận vì trước đó đã cho cơ hội để xin lỗi nhưng có thái độ thách thức. Khi thấy chúng tôi làm đơn ra phường thì mới qua xin lỗi, chúng tôi mong cơ quan chức năng làm đúng pháp luật, ai sai ở đâu xử tới đó. Còn anh LHP là bố của cháu LKQ 9 tuổi cho hay, ngoài việc bị đánh chấn thương ở các phần mềm, con trai anh còn bị bà T bắt quỳ ở ngã ba đường khiến cháu lo sợ. Theo anh P, việc mẹ con bà T đánh các cháu là sai hoàn toàn, các cháu có sai nhưng không đến mức bị đánh nhiều như vậy. Gia đình đã cho khắc phục nhưng qua mấy ngày mới tới xin lỗi, hơn nữa trước đó còn thách thức. Anh P cho biết thêm, quan điểm của gia đình dù bà T có sang xin lỗi nhưng cơ quan chức năng cứ làm theo đúng pháp luật. Bức xúc vì bản án 3 năm tù do vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, Tuân đi từ Huế ra Cam Lộ và dùng hung khí đâm trọng thương phó tránh tòa án nhân dân huyện. Liên quan đến việc Phó Tránh Tòa án Nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị bị đâm trọng thương, cơ quan chức năng đã khống chế được nghi phạm đưa về trụ sở làm việc. Danh tính nghi phạm được xác định là Trần Văn Tuân, sinh năm 1973, trú tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuân là bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và được Tòa án Nhân dân huyện Cam Lộ xét xử sơ thẩm ngày 19 tháng 12 năm 2023 và chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Văn Quý, phó tránh án Tòa án Nhân dân huyện Cam Lộ, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tuân bị tuyên phạt 3 năm tù giam. Không đồng ý với phiên tòa sơ thẩm, Trần Văn Tuân kháng cáo. Ngày 26 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị xét xử phúc thẩm, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Văn Tuân, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Sau đó, Tòa án Nhân dân huyện Cam Lộ ủy thác cho Tòa án Nhân dân thành phố Huế thi hành án với Trần Văn Tuân. Bức xúc vì mong muốn được hưởng án treo nhưng bản án vẫn giữ nguyên nên ngày 2 tháng 5, trần văn tuân đi từ huế ra tòa án nhân dân huyện cam lộ xin vào gặp ông nguyễn văn quý tại đây trần văn tuân dùng hung khí đâm ông quý trọng thương sau khi gây án trần văn tuân bị khống chế đưa về trụ sở công an huyện cam lộ để làm việc lấy lời khai liên quan đến sức khỏe của ông nguyễn văn quý lãnh đạo huyện cam lộ cho biết sau khi bị đâm ông quý được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị với nhiều vết thương vùng bụng hông bả vai sau khi được phẫu thuật sức khỏe của ông quý ổn định hiện đang nằm điều trị ở khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Trước đó, sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023, Trần Văn Tuân điều khiển ô tô đầu kéo chạy hướng từ cầu đuôi ra quốc lộ 9. Khi đến km 9 567, quốc lộ 9 tuyến tránh Bắc Đông Hà, đoạn qua khu phố 4, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, thì va chạm với xe máy biển kiểm soát 74F202XX chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến bà NTL, trú tại thôn Bích Giang, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, Tuân không dừng lại mà di chuyển khỏi hiện trường. Phát hiện sự việc, người dân đuổi theo đến km 13 cộng 200 quốc lộ 9 theo hướng lên cửa khẩu Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Tuân mới dừng lại. Theo số liệu cập nhật của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, đến 10 giờ ngày 4 tháng 5, tổng số trường hợp nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở tiệm bánh mì Cô Băng Đường Trần Quang Diệu, khu phố 2, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã tăng lên 555 trường hợp, trong đó có 399 người đang điều trị tại các bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh, bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, bệnh viện đa khoa Cao Su. Đến nay đã có 36 người điều trị khỏi và xuất viện. Hiện bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai có 13 ca bệnh nhi đang được điều trị, trong đó có 2 ca tiên lượng rất nặng, đang lọc máu và điều trị tích cực. Bệnh viện đã mời đoàn bác sĩ từ bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp xuống hội trần cùng các bác sĩ của đơn vị để cứu các bệnh nhi nghi ngộ độc nặng sau khi ăn bánh mì thịt tại cơ sở bánh mì cô băng. Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã cử Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện và Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Văn Quang, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc xuống hỗ trợ trực tiếp cho Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai. Trực tiếp hội trần, điều trị cho hai bệnh nhi nặng tại Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Văn Quang, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai trường hợp này rất nặng, một bệnh nhi 6 tuổi nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, sốc nhiễm trùng nặng và đang nguy kịch và một cháu bị sốc nặng. Bác sĩ Phạm Văn Quang cho biết, hiện huyết động học của hai bệnh nhi này tạm ổn định nhưng một cháu 6 tuổi vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi đã tiến hành hội trần, lọc máu để kiểm soát tình trạng nhiễm trùng cho các bệnh nhi. Bên cạnh việc lọc máu, các bệnh nhi cũng đang được điều trị chống sốc, truyền dịch, vận mạch để loại bỏ các độc tố các bác sĩ chẩn đoán các bệnh nhi bị sốc nhiễm trùng do nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa nghi ngộ độc thực phẩm tác nhân gây ngộ độc chính xác phải đợi kết quả phân lập vi sinh của cơ quan an toàn thực phẩm tuy nhiên những trường hợp nặng như vậy thường do hai tác nhân chính là tụ cầu hoặc salmonella Mới đây văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự Trần Lập Duy, 29 tuổi, ngụ ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh để điều tra về hành vi giết người. Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 2 tháng 5, công an xã Thành Long nhận tin báo của người dân về việc cháu Tê sinh ngày 26 tháng 7 năm 2023 bị cha ruột là Trần Lập Duy đánh nằm bất động. Công an xã Thành Long đến hiện trường, đưa cháu T đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trước khi vào viện. Tại cơ quan điều tra, Trần Lập Duy khai nhận, trưa ngày 2 tháng 5, Duy mua rượu về nhà uống một mình. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, cháu T thức dậy, thì Duy cho uống sữa và tắm, nhưng cháu quấy khóc. Duy bực tức dùng tay tát vào mặt rồi tiếp tục tác động mạnh vào mặt cháu T. Sau đó Duy thấy con gái xùi bọc mép nên gọi điện thoại báo cho người thân biết sự việc. Đồng thời Duy rời khỏi nhà. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, Trần Lập Duy đến công an xã Thành Long đầu thú. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong của cháu T là do chấn thương sọ não. Được biết Trần Lập Duy đang nuôi hai con nhỏ, gồm một cháu trai 28 tháng tuổi và con gái là cháu T. Vợ của Duy bỏ nhà đi từ khi cháu T mới 2,5 tháng tuổi. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật. Mới đây, trên trang mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh tranh cãi dẫn đến xô sát giữa một nhóm người, trong đó có việc một phụ nữ dùng chân đạp cư dân ở trung cư. Đoạn clip được chia sẻ thu hút sự quan tâm của công chúng, sau đó đã xác định được vụ việc xảy ra ở trung cư Đồng Phát Parkview Tower, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 2 tháng 5 tại tòa nhà B trung cư Đồng Phát Parkview Tower, tổ dân phố 33, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai người phụ nữ bị đạp dẫn tới chấn thương trong vụ xô sát là chị NMP ở tầng 11 tòa nhà B trung cư Đồng Phát Park View Tower. Đại diện tổ dân phố 33 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai xác nhận vụ việc nêu trên và cho biết nguyên nhân xảy ra xô sát vào tối ngày 2 tháng 5 là do việc mâu thuẫn giữa cư dân và ông Đặng Hồng Minh, phó ban quản trị trung cư Đồng Phát Park View Tower. Theo vị đại diện tổ dân phố 33, câu chuyện lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian rất dài, khoảng tháng 9 năm 2023 đến nay. Không chỉ chị NMP mà nhiều cư dân khác cũng mâu thuẫn với ông Đặng Hồng Minh. Đỉnh điểm là vào khoảng 20 giờ ngày 2 tháng 5, ông Minh tổ chức họp có gửi giấy mời chị NMP đến họp. Khi không thấy chị NMP đến họp, ông Minh cử bảo vệ tòa nhà lên mời và xảy ra cãi cọ xô sát tại cửa nhà chị NMP. Trong lúc cãi nhau, một người phụ nữ đã dùng chân đạp chị NMP. Liên quan đến vụ việc này, ông Ngô Mạnh Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hưng cho biết, cư dân đã làm đơn trình báo về vụ việc và gửi cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã chỉ đạo cơ quan công an vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Theo lãnh đạo phường Vĩnh Hưng, bản chất của vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân, trong đó có việc mời họp không đúng quy định. Mới đây, Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin về vụ việc nổ lò hơi xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại và sản xuất gỗ Bình Minh, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, khiến 6 người chết, 5 người bị thương trong hội nghị giao ban kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2024. Cụ thể, đến nay, cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Feng Yong, Quốc tịch Trung Quốc là giám đốc công ty, đồng thời đang ra lệnh tạm hoãn xuất nhập cảnh với 7 trường hợp là người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra. Cũng theo thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường, điều động các lực lượng để tham gia chữa cháy cứu nạn cứu hộ, phối hợp với các cơ quan chức năng để đưa người bị thương đi cấp cứu, khám nghiệm hiện trường và thực hiện một số nhiệm vụ điều tra ban đầu. Công an huyện Vĩnh Cửu cho biết vụ nổ lò hơi xảy ra khoảng 8 giờ 30 phút ngày 1 tháng 5 khiến 6 người tử vong là Lò Văn Lòn quê Sơn La, Lương Văn Hùng quê Nghệ An, Trần Văn Nguyễn quê Bắc Giang, Trần Văn Cường quê Bạc Liêu, Sơn Ngọc Thúy quê Sóc Trăng, Xiang Sang Long, Quốc tịch Trung Quốc và 5 công nhân bị thương. Công ty sản xuất gỗ Bình Minh cho biết, trong quá trình sử dụng, doanh nghiệp phát hiện có trục trặc về kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa vào ngày 30 tháng 4. Đến sáng ngày 1 tháng 5, cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra vận hành thì lò hơi phát nổ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là lỗi kỹ thuật trong quá trình sửa chữa hoạt động gây nổ lò hơi. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất gỗ Bình Minh có 3 xưởng sản xuất, gồm một xưởng sản xuất tại huyện Tràng Bom và hai xưởng sản xuất tại huyện Vĩnh Cửu. Doanh nghiệp này có hơn 400 lao động người Việt Nam và 15 lao động người nước ngoài đang làm việc. Mới đây, ông Hồ Tấn Minh, Tránh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận thông tin trường quốc tế thành phố Hồ Chí Minh ISHCMC phát sách có nội dung nhạy cảm cho học sinh. Sau khi tiếp nhận thông tin, sở đã làm việc và yêu cầu nhà trường báo cáo gấp nội dung sự việc cũng như hướng giải quyết. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu trường thu hồi toàn bộ sách đã được cấp phát cho học sinh, kiểm điểm phê bình giáo viên tùy theo mức độ vụ việc vì đã không kiểm soát được nội dung tổ chức hoạt động giáo dục của mình, dẫn đến thông tin tiêu cực phản cảm. Ông Minh nói thêm Sở cũng đã yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố ra soát thận trọng trong các hoạt động giáo dục có sử dụng tài liệu, sách không phải là giáo khoa trong nhà trường. Được biết tổng số sách trường này đã phát cho học sinh là 19 cuốn hiện đã thu hồi toàn bộ. Trước đó, một phụ huynh có con học lớp 11 trường Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh bức xúc phản ánh trên mạng xã hội về việc con được giáo viên phát một cuốn sách có nội dung rất nhạy cảm. Cuốn sách có tựa Một thoáng ta rực rỡ nhân gian của tác giả Âu Xuân Vương nhiều đoạn miêu tả tường tận chuyện dừng chiếu của cặp đôi mới lớn phụ huynh này cho biết ngồi đọc sách cùng con mà giận rút người vì không hiểu nhà trường biên soạn chương trình thế nào giáo viên trình độ chuyên môn ra sao mà lại có thể lựa chọn một tác phẩm với những ngôn từ đôi trụy nội dung khiêu dâm như vậy để dạy cho học sinh có một số phụ huynh trường quốc tế ISHCMC cũng đã chụp lại nhiều trang sách mà giáo viên phát cho con em mình và cho rằng ngôn ngữ tả thực chân chuỗi cảnh dương chiếu trong một số trang sách khiến phụ huynh thấy choáng váng quá kinh khủng, đầu độc tinh thần học sinh. Ngay sau đó, trường quốc tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã thu hồi các cuốn sách phát cho học sinh. Theo dự kiến, ngày 15 tháng 5 tới đây, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 11 bị cáo trong vụ án kích Việt Á. Theo đó, hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán do thẩm phán Phạm, Phạm Văn Tuyển làm chủ tọa. Hiện có hơn 10 luật sư tham gia phiên tòa bào chữa cho các bị cáo. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long có luật sư Trần Nam Long bào chữa. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày liên tục. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Phan Quốc Việt, chủ tịch Kim Tổng giám đốc công ty cổ phần Công nghệ Việt Á cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Vũ Đình Hiệp, phó tổng giám đốc công ty Việt Á kháng cáo đề nghị xem xét đánh giá lại đúng bản chất của vụ án và tội danh đối với bị cáo. Ngoài ra, một số bị cáo khác cũng kháng cáo, trong đó có bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó vụ Khoa học Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật Bộ Khoa học Công nghệ, Phạm Duy Tuyến, cựu Giám đốc CDC Hải Dương, Nguyễn Nam Liên, cựu Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế, tổng cộng 12 bị cáo trong vụ án có kháng cáo. Công ty Việt Á kháng cáo với nội dung đề nghị không tịch thu xung công quỹ nhà nước số tiền được xác định là hưởng lợi bất chính từ việc bán kết xét nghiệm cho các tổ chức cá nhân không bị xem xét khởi tố trong vụ án. Công ty Việt Á còn yêu cầu các tổ chức mua test xét nghiệm không qua thủ tục đấu thầu phải thanh toán tiền cho Việt Á theo như hợp đồng đã ký kết. Phía Việt Á còn kháng cáo đề nghị tòa cấp phúc thẩm hủy bỏ các biện pháp phong tỏa hạn chế giao dịch đối với các tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp này và các công ty trong hệ thống của Việt Á không liên quan đến vụ án. Một số cá nhân có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét về phần tài sản liên quan. Trước đó, ngày 12 tháng 1, Hội đồng xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 38 bị cáo trong vụ án Việt Á. Bị cáo Phan Quốc Việt bị tuyên phạt 29 năm tù về hai tội danh đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Nguyễn Thanh Long nhận mức án 18 năm tù tội nhận hối lộ. Bị cáo Trịnh Thanh Hùng nhận án 14 năm tù về tội nhận hối lộ. Hai cựu lãnh đạo Bộ Khoa học Công nghệ là Chu Ngọc Anh, cựu bộ trưởng và Phạm Công Tạc cựu thứ trưởng, phạm tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí, cùng bị tuyên phạt 3 năm tù. Theo nội dung vụ án đầu năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát, chính phủ đã triển khai nhiều chủ trương biện pháp để ứng phó, trong đó có giao cho Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động tích cực triển khai việc nghiên cứu chế tạo sinh phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch. Khi đó, Phan Quốc Việt đã đặt vấn đề thống nhất với Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó vụ khoa học công nghệ, các ngành kinh tế kỹ thuật Bộ Khoa học Công nghệ, về việc giúp công ty Việt Á được tham gia nghiên cứu đề tài phát triển kit chẩn đoán viêm phổi do virus corona do Học viện Quân y chủ trì, với mục đích sử dụng kết quả để sản xuất, bán thương mại kit xét nghiệm. Tổng Giám đốc Việt Á thỏa thuận về việc chia phần trăm doanh thu của công ty Việt Á từ việc tiêu thụ kit xét nghiệm, trao đổi bàn bạc để giúp công ty Việt Á sử dụng biên bản nghiệm thu đề tài để lập hồ sơ gửi Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành, sản xuất, bán ra thị trường, giúp công ty Việt Á hưởng lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn. Phan Quốc Việt đã thỏa thuận ăn chia, đưa tiền hối lộ, tiền cảm ơn nhiều lần với tổng số tiền 3,45 triệu đô la Mỹ và 4 tỷ đồng. Ngoài ra, để tiêu thụ kit xét nghiệm tại các địa phương với số lượng lớn và được thanh toán theo giá đã nâng khống, Phan Quốc Việt và cấp dưới đã thông đồng cấu kết với lãnh đạo nhân viên các cơ sở y tế công lập, thực hiện hành vi trái quy định về đấu thầu, ấn hàng sử dụng trước, hợp thức thủ tục, hồ sơ thanh toán sau theo đơn giá do công ty Việt Á đưa ra. Quá trình tiêu thụ kết xét nghiệm, Phan Quốc Việt chỉ đạo các nhân viên tính toán và chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng, trực tiếp hoặc chỉ đạo đưa hối lộ tổng cộng hơn 34 tỷ đồng cho các lãnh đạo nhân viên tại các cơ sở y tế công lập trên phạm vi cả nước. Sau 80 giờ vào cuộc truy lùng gắt gao cùng với sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Khánh Hòa, công an thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Nha Trang đã bắt được 3 tên cướp đều là người nước ngoài đã gây ra vụ cướp tài sản tại tiệm Hoàng Hà Mobile. Khoảng 1 giờ ngày 22 tháng 4, nam nhân viên tiệm điện thoại Hoàng Hà Mobile trên đường 2 tháng 4, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, ngủ lại tiệm để trông giữ tài sản đã bị đánh thức bởi một nhóm người cao lớn nói tiếng nước ngoài. Khi đang còn mắt nhắm mắt mở, nam nhân viên đã bị hai đối tượng xông đến đấm đá vài cái vào vùng bụng đau điến. Đồng thời, một đối tượng còn dùng hung khí đe dọa nam nhân viên không được lên tiếng. Sau đó, những tin cướp cao lớn còn buộc nam nhân viên mở két sắt. Tuy nhiên, sau khi mở, các đối tượng thấy bên trong chỉ chứa các hóa đơn bán hàng của tiệm, nên ném bỏ lên bàn trưng bày sản phẩm trong tiệm. Sau khi lục lấy được một khoản tiền nhỏ bên trong tủ, các đối tượng còn dùng băng keo trói tay chân và bịt miệng nam nhân viên Hoàng Hà Mobile. Lúc này nhóm cướp mở các tủ trưng bày sản phẩm để lấy đi hàng chục điện thoại đời mới có giá trị cao như iPhone, Samsung, Xiaomi, nhiều máy tính bảng, tai nghe không dây rồi bỏ vào ba lô. Trong quá trình lục tìm tài sản, một tên cướp đã vô tình kích hoạt hệ thống báo động thông qua một điện thoại di động bên trong tủ trưng bày nên nhóm cướp vội vã rời khỏi hiện trường gần 2 giờ đồng hồ sau đó năm nhân viên tiệm hoàng hà mobile mới có thể bung phá được băng kéo trói tay chân đồng thời tìm cách báo cho quản lý cửa hàng là ông võ hữu kỳ anh đến kiểm tra tài sản bị cướp rồi cùng đến trình báo vụ việc cho công an phường vĩnh phước nhận được tin báo thượng tá trình minh hòa phó trưởng công an thành phố nha trang đã lập tức chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh khẩn trương vào cuộc tiến hành các hoạt động điều tra truy nóng nhóm cướp trong quá trình lấy lời khai các nhân chứng lực lượng chức năng phát hiện remote điều khiển của tiệm hoàng hà mobile không hề bị mất trong khi đó khi xuất hiện tại tiệm các đối tượng đeo găng tay bịt kín mặt bằng vải trong ba đối tượng có một người cao lớn mặc đồ đen hai đối tượng còn lại cũng cao lớn và mặc áo có in logo của hãng xe công nghệ grab Tiếp tục ra từng dãy phố trên đường 2 tháng 4, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Nha Trang phát hiện rằng sau khi gây án, nhóm cướp đã đi bộ một đoạn đường khá dài, sau đó mới lên xe máy có kiểu dáng SH biển số Bà Rịa Vũng Tàu và xe máy kiểu dáng Honda Airblade biển số thành phố Hồ Chí Minh để tẩu thoát. Kết hợp các hình ảnh camera an ninh thu thập được tại hàng chục tuyến phố ở Nha Trang, lực lượng điều tra phát hiện một manh mối quan trọng khác. Theo đó, nhóm đối tượng sau khi gây ra vụ cướp táo tợn, đã chạy tới một nghĩa địa thuộc khu vực Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, đốt bỏ toàn bộ trang phục, găng tay mà chúng mặc lúc gây án tại Hoàng Hà Mobile. Tiếp tục cuộc truy xét qua nhiều cung đường tuyến phố, các trinh sát phát hiện có thời điểm nhóm cướp ngược lên quốc lộ 1, chạy xe máy ngược chiều để hướng về phía địa phận huyện Cam Lâm. Qua nhiều nguồn thông tin thu thập được tại hiện trường tháo chạy của nhóm cướp, các cán bộ điều tra trinh sát phát hiện có thêm một tên cướp khác đi xe taxi tới địa bàn huyện Cam Lâm ngay trên tuyến quốc lộ 1 để gặp ba đối tượng đã trực tiếp gây ra vụ cướp tại tiệm Hoàng Hà Mobile. Sau đó nhóm đối tượng đã tách ra để tiếp tục hành trình lẫn trốn. Trong đó một đối tượng đã chạy xe máy về phía Nam Khánh Hòa, hai đối tượng đi xe taxi về Nha Trang, còn một đối tượng còn lại chạy xe máy theo sau xe taxi đồng bọn đang di chuyển. Đến 6 giờ ngày 22 tháng 4, hai đối tượng đã tới một nhà xe đường dài ở Nha Trang mua vé, lên xe khách vào Vũng Tàu Đối tượng còn lại điều khiển xe máy SH biển số Vũng Tàu rời khỏi Nha Trang ngay trong ngày 22 tháng 4. Từ các chứng cứ thu thập được xuyên suốt hành trình truy xét, một mũi trinh sát của đội cảnh sát hình sự công an thành phố Nha Trang khẩn trương lên đường vào thành phố Vũng Tàu, nhận được sự hỗ trợ tích cực của công an thành phố Vũng Tàu. Đến 15 giờ ngày 25 tháng 4, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Nha Trang bất ngờ ập vào một khách sạn ở đường Phan Huy Ích, phường 2 thành phố Vũng Tàu, bắt giữ ba đối tượng gồm Simpanov Viktor, sinh năm 1972, quốc tịch Ukraine, Salyukov actor sinh năm 1982, và Mazetcher Alexander, sinh năm 1972, cùng có quốc tịch Nga, đồng thời thu giữ nhiều điện thoại, tai nghe, máy tính bảng mà các đối tượng chưa kịp tiêu thụ. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Nha Trang, trong số 3 đối tượng bị bắt, lực lượng điều tra xác định Mazetcher Alexander là đối tượng cầm đầu, Trước thời điểm xảy ra vụ cướp, Major Alexander đã sử dụng thiết bị điện tử để mở cửa cuốn tiệm Hoàng Hà Mobile. Do lớp cửa kính bên trong của tiệm không khóa, ba đối tượng đã đột nhập vào bên trong và gây ra vụ cướp. Tuy vậy, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén cùng với sự vào cuộc hỗ trợ tích cực của các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh, công an thành phố Vũng Tàu chỉ sau 80 giờ truy lùng, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Nha Trang đã bắt được ba đối tượng trong toán cướp. Hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Nha Trang đang tiếp tục truy lùng tên cướp còn lại quốc tịch Nga để xử lý theo quy định pháp luật. Mới đây, Công an tỉnh Gia Lai phát đi thông tin chính thức về vụ việc ông Nguyễn Hồng Phong, 41 tuổi, cán bộ đội cảnh sát giao thông trực tự công an huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai, tông xe, khiến một người phụ nữ tử vong. Theo đó, khoảng 19 giờ tối ngày 2 tháng 5, ông Nguyễn Hồng Phong điều khiển ô tô biển kiểm soát 81A32383 lưu thông trên tỉnh lộ 663 hướng từ thị trấn Chư Prong đi xã Ia Pong. Khi đến km 18 400 thuộc địa phận thôn Hợp Thắng, xã Ia Đà Răng, huyện Chư Prong, thì tông vào bà Vũ Thị Hát, 49 tuổi, trú tại thôn Hợp Thắng, xã Ia Đà Đa Răng, đang đi bộ cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến bà Vũ Thị Hát tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Gia Lai. Sau tai nạn, tài xế Phong được cho là có biểu hiện không tỉnh táo và đã được người dân đưa xuống xe Ngồi tại một quán nước ven đường, đến khoảng 1 giờ ngày 3 tháng 5, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Bà Hà, một người chứng kiến vụ việc cho biết sau khi xảy ra vụ tai nạn, nhiều người dân đã có mặt tại hiện trường theo dõi sự việc. Khi người nhà đưa thi thể bà Vũ Thị Hát từ bệnh viện trở về thì càng thu hút nhiều người hơn. Lúc này, người nhà nạn nhân yêu cầu phải tiến hành đo nồng độ cồn với tài xế gây tai nạn. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra lúc 19 giờ tối ngày 2 tháng 5, nhưng phải đến 1 giờ sáng ngày 3 tháng 5, cơ quan chức năng mới đo được nồng độ cồn của tài xế Nguyễn Hồng Phong. Ông Đinh Văn Dũng, bí thư huyện ủy Chư Prong xác nhận, người điều khiển phương tiện gây tai nạn là cán bộ thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Chư Prong. Để đảm bảo tính khách quan, công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các lực lượng chức năng thụ lý điều tra vụ việc. Vào khoảng 8 giờ 20 phút sáng ngày 3 tháng 5, Công an xã Vũ Bình nhận được tin báo của bà b t Dê, sinh năm 1968 trú xóm Thống, xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình về việc nghi phạm Bùi Văn Khợp, sinh năm 1956 cùng trú tại địa phương có hành vi phun thuốc diệt cỏ vào ruộng nhà bà Dê. Công an xã Vũ Bình đã phân công thiếu tá Quách Phúc Kính, phó trưởng công an xã và đồng chí Bùi Văn Chức là công an viên bán chuyên trách trực tiếp xuống địa bàn nắm bắt tình hình và mời Khợp lên trụ sở công an xã làm việc. Khi gặp, Bùi Văn Khợp lấy lý do đi về nhà để khóa cửa nên hai công an xã đã đi theo. Vừa về đến nhà thì Bùi Văn Khợp mở cửa và bất ngờ lấy hung khí tấn công vào vùng đùi phải của thiếu tá Kính, khiến thiếu tá Kính bị thương nặng, chảy nhiều máu, còn đối tượng Khợp vùng bỏ chạy. Thiếu tá Kính sau đó đã được đồng đội và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Hòa Bình. Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định thiếu tá kính bị rách đùi do vật sắc nhọn gây ra. Vết thương dài khoảng 10cm sau khoảng 15cm làm đứt cơ và mạch máu. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khâu và băng bó vết thương cho thiếu tá kính. Về phần đối tượng khợp, ngay sau khi sự việc xảy ra, công an huyện Lạc Sơn và công an xã Vũ Bình đã triển khai lực lượng vây bắt và thu giữ tăng vật gây án là con dao găm, được buộc vào thanh tre dài khoảng 2m, dạng dao phóng lợn tự chế. Hiện công an huyện Lạc Sơn đang tiến hành lấy lời khai để lập hồ sơ xử lý đối tượng này. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thông tin về nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm ở 15 học sinh tiểu học tại thành phố Thủ Đức. Theo đó, nhiều khả năng các học sinh bị ngộ độc do ăn phải thức ăn bị nhiễm độc tố vi khuẩn. Kết quả ban đầu tổ công tác ghi nhận có 15 học sinh từ 7 đến 11 tuổi đang học tại 4 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Thủ Đức bao gồm trường tiểu học Thạnh Mỹ Lợi, 8 trẻ trường tiểu học Bình Trương Đông 5 trẻ, trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 1 trẻ và trường tiểu học Lương Thế Vinh 1 trẻ. Các phụ huynh cho biết sáng ngày 2 tháng 5, 15 trẻ này đều ăn cơm cuộn mua trước cổng trường. Sau ăn khoảng từ 2,5 đến 3 giờ, các trẻ lần lượt xuất hiện triệu chứng buồn nôn, nôn nhiều lần, đau bụng, chóng mặt, mệt mỏi, một số trẻ bị tiêu chảy. Đến sáng ngày 3 tháng 5, tình trạng sức khỏe của 15 trẻ đều cải thiện, hoạt bát, không có dấu hiệu mất nước không còn nôn, sốt, đau bụng, còn tiêu chảy ít. Các chuyên gia Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, HCDC và nhi khoa nhận định đây là một vụ ngộ độc thực phẩm nghi do ăn phải độc tố vi khuẩn có trong thức ăn, khả năng cao là sau khi ăn cơm cuộn bán trước cổng trường. Sở Y tế chỉ đạo HCDC tiếp tục phối hợp với Trung tâm Y tế Thành phố Thủ Đức giám sát tình hình dịch bệnh tại các trường học và cộng đồng. Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành điều tra xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. Ngành y tế thành phố khuyến cáo các phụ huynh cần quan tâm hơn trong việc cho mua thức ăn đảm bảo vệ sinh cho con em ăn nhanh trước khi đi học. Tình hình thời tiết nắng nóng hiện nay là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh, nguy cơ nhiễm trùng đường tiêu hóa do ngộ độc thực phẩm tăng cao. Để chủ động bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm cho trẻ trong thời gian tới, HCDC khuyến cáo người dân nên chọn lựa sử dụng thực phẩm tươi, sạch, an toàn. Rau quả ăn sống phải được ngâm và rửa kỹ bằng nước sạch. Nấu chín kỹ thức ăn. Nấu chín kỹ hoàn toàn thức ăn là bảo đảm nhiệt độ trung tâm thực phẩm phải đạt tới trên 70 độ C. Ăn ngay sau khi nấu vì thức ăn càng để lâu thì càng nguy hiểm. Nên bảo quản cẩn thận các thức ăn đã nấu chín. Muốn giữ thức ăn quá 5 tiếng đồng hồ cần phải giữ liên tục nóng trên 60 độ C hoặc lạnh dưới 10 độ C. Thức ăn cho trẻ nhỏ không nên dùng lại nên nấu lại thức ăn thật kỹ. Các thức ăn chín dùng lại sau 5 tiếng và nhất thiết phải được đun kỹ lại. Tránh gây ô nhiễm chéo giữa thức ăn chín và sống với bề mặt bẩn, rửa tay sạch trước khi chế biến thức ăn và sau mỗi lần gián đoạn để làm việc khác. Nếu bạn bị nhiễm trùng ở bàn tay, hãy băng kỹ và kín vết thương nhiễm trùng đó trước khi chế biến thức ăn. Giữ sạch các bề mặt chế biến thức ăn, do thức ăn dễ bị nhiễm khuẩn, bất kỳ bề mặt nào dùng để chế biến thức ăn cũng phải được giữ sạch khăn lau bát đĩa cần phải được luộc nước sôi và thay thường xuyên trước khi sử dụng lại che đậy thực phẩm để tránh côn trùng và các động vật khác trong hộp kín chạn tủ kính lồng bàn chỉ sử dụng các sản phẩm thực phẩm nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm đóng hộp bị phồng đẹp biến dạng hoen dỉ không còn nguyên vẹn hoặc có mùi vị màu sắc thay đổi khác thường người dân cần phản ánh cho các đơn vị chức năng nếu phát hiện cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm không an toàn buôn bán thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ không nhãn mát gây nguy hại đối với sức khỏe con người bên cạnh đó nên đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu điều trị kịp thời khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc